Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Ngọc Hoàn, điều phối chính trong buổi hỏi đáp trực tuyến về bệnh viêm họng Abidan ngày hôm nay. Như quý vị và các bạn cũng biết, viêm họng Abidan là một bệnh lý rất dễ gặp ở bất cứ ai và bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, bệnh không quá nguy hiểm nhưng rất dễ trở thành bệnh mãn tính và gây ra những triệu chứng khó chịu cho người bệnh. Việc xác định đúng nguyên nhân gây ra viêm họng Abidan sẽ giúp cho người bệnh có những cái phương pháp điều trị kịp thời, điều trị tận gốc bệnh và tránh sự tái phát trở lại. Một số triệu chứng của người bị viêm họng Abidan mà chúng ta thường thấy đó là tình trạng ho, đau, ngứa, rát cổ họng. Ở một số bệnh nhân thì họ sẽ cảm thấy khô họng, họng có chứa dịch đờm và gây ra mùi hôi miệng. Và một số tình trạng thì sẽ có nổi những cái nốt hạt ở trong cổ họng và những nốt hạt này có thể có màu đỏ hoặc màu trắng. Và một số bệnh nhân khác thì sẽ sưng ở hai bên thành họng và thành sau họng thì có mủ. Để giúp cho quý bệnh nhân giải đáp những thắc mắc của mình xoay quanh bệnh viêm họng, viêm Abidan thì hôm nay nhà thuốc Đông y Thanh Tuấn sẽ thực hiện một video giải đáp những cái thắc mắc của bệnh nhân. Những vấn đề này sẽ được giải đáp bởi Lương y Thanh Tuấn, một chuyên gia điều trị về viêm họng hạt mãn tính. Chào Lương y Thanh Tuấn, là người chuyên điều trị và tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân về viêm họng, viêm Abidan thì Lương y có thể chia sẻ một số khó khăn mà người bệnh thường mắc phải trong quá trình điều trị bệnh này không ạ? Cảm ơn bạn Ngọc Hoàng về câu hỏi. Thì thưa quý vị, tôi là Lương y Thanh Tuấn, tôi xin kính chào quý vị. Thì đối với bệnh viêm họng thì ngày hôm nay là một căn bệnh mà nó rất là phổ biến và thường thì nói chung là cứ khoảng 10 người thì có khoảng tầm 2 hoặc là 3 người đã bị cái triệu chứng và khó chịu đau họng và dẫn tới cái trường hợp là bị viêm họng mãn tính. Thì nguyên nhân và sai lầm mà các cái bệnh nhân mà thường gặp phải đó là thứ nhất là quý bệnh nhân thì thường là khi mà bị bệnh thì không có điều trị kịp thời, và không điều trị kịp thời thì dẫn tới cái trường hợp là bị viêm họng hoặc là viêm nhiễm hoặc là có những trường hợp là viêm đau. Và khi mà bệnh mà nó quá nặng rồi lúc này thì mới tìm phương pháp mà mình điều trị thì rõ ràng là kết quả điều trị nó sẽ không nhanh và cái thời gian điều trị nó sẽ lâu hơn. Cái thứ hai mà quý bệnh nhân thường gặp phải nữa là khi mà tới bên các cái bác sĩ Tây y hoặc là các bác sĩ Đông y thì thường là đối với các cái bác sĩ đó thì đã đưa cho cái phác đồ rồi nhưng mà mọi người thì không có theo, hoặc là hai là khi mà điều trị cảm thấy bớt và nghĩ rằng là đã khỏi và sau đó thì lại không tiếp tục theo suốt cái lộ trình. Và cái cuối cùng là cái nguyên nhân để mà hay bị sai lầm đó là quý bệnh nhân thì thường xuyên là đôi khi mà không tuân thủ theo cái hướng dẫn, cái chỉ định. Thứ nhất là đôi khi mà mình hay uống nước đá hoặc là hay là ăn những cái đồ mà nó có những cái bơ sữa, hoặc là tiếp theo là đôi khi mà không có vệ sinh họng thường xuyên thì cũng dẫn tới cái bệnh viêm họng có thể là nó sẽ tái phát. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của Lương y, và ngay sau đây thì chương trình xin phép được tiếp tục với những câu hỏi mà quý bệnh nhân gửi về cho Lương y. Vâng, câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Trương Thị Kiều Diễm gửi về cho Lương y, đó là: tôi thì bị viêm họng một thời gian khá dài, lần đi khám bác sĩ gần nhất tôi được kết luận là bị viêm họng hạt mãn tính và tôi được người ta khuyên là nên sử dụng phương pháp đốt hạt trong họng để điều trị bệnh. Thật sự thì tôi rất là khá bận nên là chưa có thời gian để tìm hiểu về viêm họng hạt cũng như các giải pháp để chữa bệnh. Thì Lương y có thể cho tôi một lời khuyên và tư vấn giúp tôi liệu đốt hạt trong họng thì có phải là giải pháp triệt để điều trị viêm họng hạt mãn tính hay không ạ? Cảm ơn bạn Kiều Diễm. Thì đối với câu hỏi của bạn thì tôi cũng hình dung khá rõ. Thì thực ra là cái viêm họng mà mãn tính ấy, thì đây là cái thời điểm mà thực sự nó là cái giai đoạn mà cuối của cái vấn đề viêm họng hạt. Đó, và đối với trường hợp viêm họng hạt đó, thì thực sự đây là cái trường hợp mà viêm họng quá phát, và nếu mà để lâu dần mà bạn không điều trị thì có thể là sẽ dẫn tới được cái tình trạng mà nó gọi là tái đi tái lại và rất là khó điều trị. Và trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng khám rất là nhiều bệnh nhân thì mới thấy rằng bệnh nhân cũng hỏi chúng tôi rằng là có nên đi đốt họng hạt hay không, hoặc là có thể là dùng các cái phẫu thuật. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà mình sử dụng các cái phương pháp gọi là đốt thì có thể nó sẽ giải quyết trước mắt là mình sẽ bớt những cái triệu chứng khó chịu đó, nhưng mà lâu dần, bởi vì thực sự nữa là nếu mà cơ thể của người ta thì người ta nói là tốt nhất là không dùng một cái loại dao kéo nào để có thể là mình phẫu thuật vào, nhưng mà đốt thì có thể sau dần một thời gian thì có thể là nó sẽ có cái vết ở trong đó.
Và cái hướng để mà điều trị thì tôi cũng khuyên bạn Kiều Diễn là có thể là bạn hãy dùng một cái phương pháp là thuốc đông y hoặc là một số các cái bài thuốc. Thực ra bây giờ đối với y học cổ truyền thì có rất nhiều những cái bài thuốc đặc trị đó, về vấn đề viêm họng mãn tính hoặc là những cái mà cái thuốc có thể là giúp bạn điều trị dứt điểm, thì bạn có thể là tìm hiểu và có những cái một cách điều trị khác thay vì là dùng các cái thuốc kháng sinh trước đây. Vâng, rất cảm ơn Lương Y. Và câu hỏi thứ hai đó là bạn Nhi Phạm gửi về cho Lương Y như sau. Chào Lương Y, cháu bị đau họng cách đây gần 1 tháng. Đi nội soi thì bác sĩ bảo cháu bị viêm amidan cấp. Nhưng không uống thuốc nữa thì mủ trắng vẫn lên và có hạch ở cổ không tan. Và cháu có dấu hiệu bị cái gì đó chặn ở cổ và cảm giác nghẹn. Nhưng khi ăn uống thì lại thấy bình thường. Bác sĩ hãy giải đáp cho cháu với ạ. Cảm ơn bạn Nhi Phạm. Thì đối với cái bệnh mà viêm họng mà amidan mà quá phát á, thì nó sẽ dẫn tới thường là đôi khi có các cái mà cái viêm nhiễm bên trong, và thể hiện cụ thể nhất đó là cái mà cái hạt à, các cái hạt này thì nó sẽ dẫn tới lâu dần là cái tạo thành cái vết mà viêm nhiễm. Và nếu mà ngủ thì có thể có một số bệnh nhân á, thì thường dẫn tới là có thể là nó chèn vào cái họng và gây ra là khó thở, hoặc là thở thì cảm thấy là nó bị yếu. Thì cái hướng để mà giải quyết những cái bệnh lý như thế thì giờ cái hướng thì bạn có thể là tới các cái mà chuyên khoa tai mũi họng để bạn kiểm tra. Và cái thứ hai là bạn có thể dùng cái mà cái nước muối sinh lý 0,9%, hoặc là hai là bạn có thể dùng các nước muối hột, tức là bạn súc miệng hàng ngày. Song song với đó thì bạn có thể là dùng cái cây cạo lưỡi để cạo lưỡi. Và ngoài ra thì Lương Y cũng khuyên bạn thì có thể tìm tới một cái biện pháp đó là điều trị bằng các cái thảo dược đông y. Đối với cái thảo dược đông y thì đó là những cái gì? Tức là những cái mà cái vị thuốc mà nó có cái tính kháng khuẩn, cái tính kháng viêm cao. Cái thứ hai là dùng các cái mà cái biện pháp cơ học, là bạn dùng cái cây cạo lưỡi hoặc là xúc miệng hàng ngày, thì tôi tin rằng trong thời gian ngắn thôi cái bệnh lý của bạn có thể được ổn định. Dạ vâng, cảm ơn Lương Y rất nhiều. Và câu hỏi tiếp theo đó là bạn Tuấn Nguyễn gửi về cho Lương Y như sau. Chào bác sĩ, em bị viêm họng gần 1 tuần nay và đi bệnh viện tai mũi họng Trung ương khám, nhưng em có trao đổi với bác sĩ khám, khi em nuốt nước bọt thì có cảm giác vướng ở trong họng, thì bác sĩ chẩn đoán là viêm họng mãn tính và viêm xoang sau. Mỗi khi em nuốt lại có cảm giác vướng, vậy thì bác sĩ hỏi em có phải triệu chứng của bệnh ung thư họng hay không, và em rất mong những cái phản hồi của bác sĩ để cho em được rõ hơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Nguyễn. Thì đối với cái vấn đề viêm họng mãn tính á, thì Lương Y nghĩ rằng là nó có rất nhiều các cái mà cái bệnh lý và cái triệu chứng nó có rất là cụ thể. Và vừa rồi cái từ khóa ở đây mà bạn có đưa cho chúng tôi đó là cái từ khóa là bạn nghe nói rằng có thể là bị cái vấn đề là ung thư cái vòng họng, hoặc là cái bệnh lý mà cảm thấy là nó sẽ rất là gọi là nó khó khăn đối với bạn. Thì thực ra là cái ung thư thì nó sẽ triển khai rất là nhiều các giai đoạn đó, nhưng mà cái vấn đề nó là cái quan trọng nhất là đây thì bạn có cho chúng tôi biết rằng đó là cái vấn đề là cái vấn đề viêm mũi xoang. Thì đối với viêm mũi xoang á, thì nó sẽ có thường xuyên cái dịch đọng, cái dịch mà nó đọng ở trong cổ họng, và cái thứ hai là những tình trạng mà dư axit tràn ngược dạ dày lên thì nó cũng dẫn tới là bị viêm họng. Do đó thì cái viêm họng ngày hôm nay thì nó chỉ là cái vấn đề là cái nguyên nhân thôi, còn cái mà cái gốc bệnh thì tôi nghĩ rằng có thể đó là từ cái viêm mũi xoang. Và khi mà bạn bị viêm mũi xoang, nếu mà điều trị không dứt điểm thì thường là nó sẽ tái đi tái lại. Và tại sao bạn điều trị cái họng nó không khỏi? Do đó thì cái hướng điều trị là bạn phải tìm căn nguyên, thì có thể bằng cách là bạn điều trị các cái phương pháp bằng thuốc. Và tôi cũng lưu ý rằng là có thể là bạn cũng xem xét dùng các cái phương pháp bằng thảo dược đó, bởi vì thảo dược thì có rất nhiều các cái bài thuốc, các cái phương thuốc hay, tức là có thể là điều trị dứt điểm cái vấn đề viêm mũi xoang. Và khi mà bạn điều trị viêm mũi xoang dứt điểm rồi thì cái họng của bạn cũng sẽ ổn định. Và nếu mà bạn có bất kể các lo lắng hoặc là cái chưa tự tin trong cái vấn đề về cái bệnh của mình, thì bạn có thể liên lạc cho tôi hoặc đội ngũ cộng sự của chúng tôi. Chúng tôi có thể là tư vấn thêm cho bạn để có thể là có một cái hướng giải quyết cái bệnh lý này được hiệu quả hơn. Dạ vâng, cảm ơn Lương Y rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Thanh Hà gửi về cho Lương Y Thanh Tuấn. Xin chào Lương Y, tôi tên là Hà. Tôi đã sử dụng được 2 hộp thuốc điều trị về viêm họng amidan của Lương Y rồi. Tôi thấy kết quả rất là tốt, thì nhưng mà tôi băn khoăn là không biết liệu rằng khi mà sử dụng thuốc này lâu dài thì có gây ảnh hưởng gì không ạ? Rồi, cảm ơn bạn Thanh Hà. Cái câu hỏi và cũng là cái thắc mắc của bạn Thanh Hà cũng là cái câu hỏi của rất là nhiều các quý bệnh nhân khi mà gọi điện cho chúng tôi, hoặc là có thể là trong quá trình điều trị thuốc cũng đã phản hồi. Thì thưa bạn Thanh Hà,
Đối với nhà thuốc chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ theo cái ba cái phương châm. Đầu tiên là chúng tôi thành thật với bệnh nhân, cung cấp các cái thuốc và cái dược thảo mà nó tốt nhất để rút ngắn cái thời gian điều trị bệnh của quý khách. Cái thứ hai đó là vấn đề chúng tôi là tư vấn chuẩn bệnh chính xác, thì chúng tôi giúp cho bệnh nhân dùng thuốc chính xác. Và ngoài ra thì đội ngũ cộng sự của chúng tôi luôn luôn có thể là làm sao theo sát cái quá trình của quý vị. Đó. Thì đối với các cái loại thuốc đông y thì chúng tôi bào chế theo cái bài thuốc gia truyền, tức là từ cái mà cái ông nội của tôi và cái cha tôi và sau này là tôi đã điều trị và chúng tôi đã chuẩn cái bài thuốc. Nên là tất cả các thuốc khi mà đưa ra thị trường thì chúng tôi đều có cái mà cái giấy kiểm nghiệm, chúng tôi đều có các cái số công bố. Và song song với đó thì khi mà các quý bệnh nhân có bất kể cái khó khăn nào trong quá trình điều trị thì chúng tôi đều có thể là giải đáp thắc mắc để làm sao quý bệnh nhân có thể tự tin hơn. Đó, thì đối với thuốc của chúng tôi thì chúng tôi tập trung chính là điều trị cái bệnh, giống như bạn đang bị viêm họng thì chúng tôi sẽ có những cái vị chính đó, vị chính yếu là quân thần tá sứ để chúng tôi điều trị cái căn nguyên của bạn. Hoặc là đối với tình trạng bị các cái bệnh lý khác viêm xoang thì chúng tôi có những cái vị thuốc riêng đặc biệt. Đó, nên là chúng tôi nói rằng là chúng tôi sẽ tập trung nhiều nhất về cái vấn đề là cái bệnh lý của bạn, chứ không có giúp bạn có thể là làm cho mập lên, hoặc có thể là làm cho bạn cảm thấy mà giống như là người nó khó chịu, hoặc có thể là có tác dụng phụ. Song song với đó thì đối với cái phác đồ chúng tôi đưa ra thì tôi cũng nghĩ là bạn nên theo đúng cái phác đồ đó để tuân thủ. Và nếu mà bạn đã uống được 2 chai rồi thì rõ ràng cái bệnh của bạn thì nó cũng đã hợp với thuốc, nên bạn cứ yên tâm sử dụng. Và trong quá trình điều trị, nếu mà bạn có bất cứ những cái khó khăn hay những cái thắc mắc nào thì bạn hãy liên lạc, thì tôi hoặc là đội ngũ cộng sự chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời thắc mắc của bạn, và bạn hãy yên tâm đặt cái niềm tin vào cái nhà thuốc chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, vì thời gian là có hạn cho nên là buổi hỏi đáp trực tuyến xin được phép dừng tại đây. Những câu hỏi về bệnh viêm họng thì chúng tôi sẽ cập nhật và sẽ thực hiện theo trong cái buổi hỏi đáp lần sau. Cảm ơn Lương Nghi Thanh Tuấn đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình này. Vâng, thưa quý vị, với những thắc mắc về bệnh lý thì quý vị cũng đã được Lương Y giải đáp ở trên. Và sau đây thì tôi sẽ trả lời một số cái thắc mắc chung mà quý vị có gửi về cho chúng tôi. Thứ nhất đó là khi mà tôi ở xa thì mua thuốc như thế nào? Đối với những bệnh nhân ở xa thì quý vị hãy cung cấp cho chúng tôi, thứ nhất là thông tin về họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Chúng tôi sẽ chuyển thuốc qua đường bưu điện và quý vị chỉ việc ở nhà nhận thuốc và giao tiền cho người bưu tá. Và câu hỏi thứ hai mà chúng tôi thường nhận được ở quý bệnh nhân đó là tôi thì ở xa và không có đến khám trực tiếp được, thì có xác định được nguyên nhân gây ra bệnh hay không? Vâng, thưa quý vị, đối với những bệnh nhân ở xa thì chúng tôi sẽ có những chuyên viên có kiến thức chuyên sâu và sẽ tư vấn cho quý vị về những cái nguyên nhân gây ra bệnh. Và có thể ở một số trường hợp thì quý vị sẽ được yêu cầu đến bệnh viện khám trước khi dùng thuốc để điều trị đúng nguyên nhân và đúng gốc bệnh. Và câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi thường nhận được đó là địa chỉ nhà thuốc ở đâu, có rõ ràng không? Vâng, và địa chỉ của nhà thuốc đó là ở số 72 đường 81, khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Quý vị có thể gọi đến số điện thoại hotline 0643 921 527 để được tư vấn và đặt lịch hẹn với Lương Y bất cứ lúc nào, để cho công việc khám bệnh được diễn ra nhanh nhất. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều.